Trong tập 143 của Đấu Đế Đại Lục, Long Thế Thiên đi vào thuyền không thấy Tiêu Viêm. Phong Bảo giải thích, Tiêu Viêm đang bế quan tu luyện, nên mọi người lái thuyền kiếm các đồ vật. Chuyển sang tập 144 của Đấu Đế Đại Lục, Long Thế Thiên mời mọi người đi vào Long Tộc ăn chơi hát hò karaoke Vin. Còn thằng Xương Khô này là thằng nào? Bộ Xương Khô nói tên mình là Hạ Tăng Huy. Long Thế Thiên đã cầm tay Hạ Tăng Huy xác nhận, hắn đã ôm bộ Xương Khô khóc. Hạ Tăng Huy thấy vậy, ông đã cho thằng nhóc Long Hoàng làm thế ông cũng muốn khóc, nhưng ông không có mắt để khóc. Long Thế Thiên đã gọi chú Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy cho biết mình bị một cô gái yểm bùa nguyền rủa, nên giờ mới có hình dạng thế này. Hạ Tăng Huy chuyển chủ đề, Long Thế Thiên đã học hết 36 tư thế võ cổ truyền ông dạy. Long Thế Thiên đánh trong làng mời mọi người đi vào Long Tộc ăn uống. Sau đó Long Thế Thiên hóa thành con rồng dẫn đám người Phong Bạo đang lái thuyền vượt thác. Trải qua một thời gian, mọi người đi đến được Long Cung có một lớp bảo vệ. Long Thế Thiên hóa thành hình dạng con người. Ông vẫy tay cho thuyền của đám người khiêu chiến đáp xuống mặt đất. Long Thế Thiên giới thiệu sơ qua về Long Tộc. Ông sẽ dẫn Long Ý đi tắm ao huyết trì, để Long Ý có thể tạo thành cơ thể rồng hoàn chính. Hạ Tăng Huy đánh giá ở chỗ này có cả cây cửu chuyển Niết Bàn. Long Thế Thiên cũng không giấu, cây cửu chuyển Niết Bàn có quả, khiến Long Tộc dần dần phát triển trở lại. Long Thế Thiên dẫn mọi người đi đến đấu võ trường. Long Ý muốn đi vào đấm nhau thử sức máu chiến tuổi cháu của mình. Toàn bộ mọi người đi vào nhà thi đấu ngồi vào ghế. Ở trên bàn có rất nhiều đồ nhậu. Long Thế Thiên cầm bát lên mời mọi người uống. Phong Bạo lên tiếng, Long Thế Thiên không cần phải khách sáo là đói. Về sau mọi người đều thuộc băng hải tặc Tiêu Viêm, nên họ đều coi nhau như anh em. Và mọi người vừa ăn vừa uống vừa xem đánh nhau. Trở lại với trên sân thi đấu đánh nhau, hai người Long Tộc Đấu Đế 8 sao đang solo với nhau. Người Long Tộc hình dạng con người biến đổi một cánh tay hóa thành tay rồng đánh vào một người. Chuyển đến chỗ bàn nhậu của đám người Phong Bạo. Hạ Tăng Huy mê gái nhà đề, hắn thấy một cô gái chân dài tên ách mặc áo giáp trên người. Hạ Tăng Huy thấy em gái này nhìn rất quen mặt. Long Thế Thiên đã chào lão tổ Long Tộc Long Thế Thiên Uyển. Long Thế Thiên Uyển bắt chuyện với Thanh Mục Nhi. Thanh Mục Nhi phát hiện Long Thế Thiên Uyển chính là cô gái 6 tuổi lần trước Tiêu Viêm cứu của Phệ Hồn Vương. Long Thế Thiên Uyển không thấy Tiêu Viêm đâu. Thanh Mục Nhi cho biết chồng cô đang tu luyện. Long Thế Thiên Uyển cho Long Thế Thiên dẫn đám người Phong Bạo. Cô phải về đi xem em bé tự nhiên thế nào. Hiện tại Long Thế Thiên đề nghị hai người Phong Bạo và Long Ý có đăng ký tham gia đấm nhau. Phong Bạo đồng ý. Còn Long Ý muốn Long Thế Thiên truyền cho hắn đầu kỳ. Sau đó Long Hoàng cho người thông báo. Hai cao thủ Long Ý và Phong Bạo ra sân thi đấu. Đầu đế từ 8 sao hậu kỳ trở xuống đều được tham gia. Long Ba đầu đế 8 sao trung kỳ đã lên sân thi đấu. Long Hoàng, Long Thế Thiên nhận xét Long Ba có sức mạnh chiến đấu được 8 sao hậu kỳ. Long Ý 8 sao sơ kỳ cho Nam Nhĩ Minh hãy đứng bên ngoài. Hắn đã phi vào sân đánh nhau với Long Ba. Trên cơ thể Long Ý có áo giáp hắc thần khải giáp màu đen. Long Ba đang gáy xe đánh nhẹ, thì Long Ý cho Long Ba cứ đánh hết sức mình, không thua lại ăn vạ. Trong tài đã lao to bắt đầu. Rất nhiều người Long Tộc đã bình luận về Long Ý đánh làm sao được. Trở lại với cuộc ẩu đá, Long Ý và Long Bá dùng tay đấm vào nhau phát nổ. Hai người đều lùi lại về phía sau. Long Bá hỏi chuyện Long Ý không phải là con người cũng không phải là gia tộc ma thú. Long Bá dùng cánh tay hóa thành bàn tay rồng đấm vào Long Ý. Long Ý trên cánh tay cũng biến đổi thành áo giáp của hắc giáp đang mặc và chăm. Long Bá thắc mắc Long Ý cũng là Long Tộc lại không có huyết mạch. Tuy nhiên Long Bá trên tay bị điện giật đã lùi về phía sau. Long Ý phi đến dùng tay đánh vào cổ Long Bá. Long Bá đã bật chế độ đầu hàng FF trước Long Ý. Long Bá cảm ơn Long Ý không đánh hết cơ, nếu không hắn sợ đã trở thành rồng chết. Long Tù Thiên đã lên võ đài muốn tẩn nhau với Long Ý. Long Hoàng, Long Thế Thiên rút kinh nghiệm cho Long Bá. Long Ý có kinh nghiệm chiến đấu với tốc độ nên giành chiến thắng. Long Thế Thiên có định chỉ cần Long Ý thắng được Long Tù Thiên chuyên gia đi đánh nhau bên ngoài, ông sẽ tặng một số vật phẩm cho Long Ý. Long Thế Thiên trình bày về sức mạnh của Long Tù Thiên đấu đế 8 sao hậu kỳ. Hạ Tăng Huy định ra tay ngăn chặn cuộc đánh nhau giữa Long Ý và Long Tù Thiên, nhưng trận chiến đã được bắt đầu. Long Tù Thiên biến đổi hình dạng trạng thái bán long hóa, đâm sau lưng có một cái đuôi bay về phía Long Ý tấn công. Long Ý dùng hai tay che trước ngực, Long Ý bay về phía sau. Long Tù Thiên tỏa ra Haki bá vương khí, Long Tổ nứt hết xung quanh. Long Ý dùng tay có sấm chớp cấp 9 của Tiêu Dao Đế Quân tặng đấm vào Long Tù Thiên. Long Tù Thiên hai cánh tay hóa thành hai tay rồng đỡ một đấm của Long Ý. Long Tù Thiên dùng đôi rồng vụt vào Long Ý. Long Ý cũng hóa đôi rồng vụt vào ngực Long Tù Thiên.
Long Tu Thiên bay về phía sau ngã xuống mặt đất. Long Tu Thiên chấp nhận thua trước Long Ý. Phong Bảo đã đi xuống sân thi đấu vỗ vai Long Ý. Chân tiếp theo để hắn đánh. Chư tay hơi ngứa nghề truyền đâm thuê chấm mướn. Phong Bảo tuyên bố người Long tộc lên võ đài cứ đâm hết cơ. Hắn cần tất cả anh em. Trải qua một thời gian, Phong Bảo và Long Ý thay nhau đấm những thí sinh của Long tộc sấp mặt. Phong Bảo xin lỗi Long Thế Thiên. Họ hôm nay nhìn trong chiến đánh Long tộc thua hết. Long Thế Thiên cũng nhận định hắn đấu đế 8 sao cũng không thể và thắng được hai ngày. Long Thế Thiên quyết định mang Long Ý đi tắm ao để Long Ý có thể trở thành rồng thật sự chứ không phải là rồng đen. Nơi đó là nơi chôn những người Long tộc chết. Trải qua một thời gian di chuyển đi vào trung tâm cây cửu chuyển niết bàn thu. Ở đây có rất nhiều máu tanh. Nam Như Minh nhận xét đây là Long huyết trì. Long Thế Thiên cho Long Ý mau cởi chuồng đi vào hồ máu tắm. Nhưng Long Ý không được đụng vào tấm bia mộ của người màu đen dưới ao. Long Ý đã nhảy xuống ao người bắt đầu kỳ cọ lau người nhắm mắt. Long Thế Thiên trên tay cho ra một khối lệnh bài. Từ trên lệnh bài dung dịch vệ sinh màu vàng chảy xuống ao. Lúc này Long Ý đã trở thành người màu đỏ. Ở những bia mộ đã xuất hiện vài ông già. Một ông già nhận xét Thái Hư đã cho bộ xương rồng cho Tử Nghiên Thái Hư cổ Long. Thái Hư giật mình về Long Ý không phải Long tộc cung xuống ao. Dù Long Ý được Long Thế Thiên cho vào thì Long Ý mau đi ra. Long Ý nghe vậy đã hóa thành bản thể con rồng. Các trưởng lão đã chết nhận ra Long Ý chính là rồng của trời đất sinh ra. Thái Hư tiếc mình không còn xương tặng cho Long Ý. Nhưng Lục Dược Ma Long đề nghị Long Ý nhận ông làm sư phụ. Ông sẽ cho Long Ý truyền thừa. Lục Dược Ma Long hóa thành bản thể con rồng đằng sau lưng có hai cánh. Tư Long cũng hóa thành một con rồng. Tuy nhiên Lục Dược Ma Long cho biết Tư Long thời xưa không phải là đối thủ của ông. Long Ý cũng không biết chọn ai làm sư phụ. Thái Hư đã đứng ở vị trí trung lập lên tiếng. Long Ý từ trời đất sinh ra có thể tồn tại đến bây giờ. Thời gian sau Long Ý sẽ phải có kiếp nạn linh kiếp. Nếu không chúng đỡ được sẽ trở về với trời đất. Còn bây giờ Long Ý có thể trở thành hình người thật sự. Vì rất nhiều trưởng lão Long Tổng đã chết có thể giúp Long Ý. Giờ Long Ý hãy lựa chọn một người ở chỗ này phù hợp nhất với mình. Ông đề nghị Long Ý hãy chọn Vạn Quân Lôi Long làm sư phụ. Khi hai người đều có thuộc tính đen, Linh Long Lão Tổ hay Lục Dược Ma Long Lão Tổ dụ Long Ý. Chỉ cần Long Ý theo hắn truyền thừa, họ sẽ tặng đấu ký thánh giai hay vực giai. Lúc này một người bóng đen tên Hắc Long Vương ở bia mộ đã xuất hiện. Hắc Long Vương cho Long Ý theo ông nhận truyền thừa. Ở bên ngoài ông có biệt danh là Trúc Cửu Âm. Long Ý không dám nhận truyền thừa từ Hắc Long Vương do Long Thế Thiên từng dặn. Hắc Long Vương chỉ Long Thế Thiên, ông muốn truyền thừa cho Long Ý thích làm sao. Vì vậy Long Thế Thiên xin Long Ý chấp nhận. Khi hắn nghĩ Long Ý không đủ đẳng cấp nhận truyền thừa, Long Ý nghe vậy đã đòi Hắc Long Vương cho hắn đấu ký vực dài không. Hắc Long Vương giới thiệu mình có thể hấp thu khí trở thành băng, hơi thở hóa thành lửa và ăn được bất cứ thứ gì trên đại lục. Long Ý nghe vậy vẫn không thấy vực dài đấu ký đâu. Hắc Long Vương chán về não của Long Ý. Ông giải thích đấu ký vực dài làm sao bằng được năng lực của mình. Nên Long Ý nhận Hắc Long Vương làm sư phụ luôn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.